Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Như các bác biết thì dòng Zion thì những cái chữ đầu tiên của xe thì nó sẽ thể hiện cho cái dòng đấy là cái dòng xe gì. Ví dụ như là XCR, XCR là dòng touring có giảm xóc. Rồi dòng OCR là dòng xe đua. Hay là dòng TCR cũng là một dòng xe đua cao cấp. Thì dòng FCR là dòng touring, FCR, XCR là dòng touring nhưng mà FCR thì không có giảm xóc, XCR thì có giảm xóc, OCR là dòng xe đua trung cấp. Thì ngày hôm nay em có về một chiếc OCR 3500, OCR 3500 cũng khá là hợp lý trong tầm giá và màu đỏ đen khá là, em thấy đánh giá được trông cũng rất là thể thao và đẹp. Thì bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Đây, như các bác đang nhìn thấy đó là chiếc OCR Zion OCR 3500. Chiếc xe này thì là size M. Chiếc xe size M phù hợp với các bác có chiều cao đạp từ 1m60. Size M, size của chiếc xe là size 50 như các bác có thể nhìn thấy trên khung hình đây. Và phù hợp với các bác đạp có chiều cao từ 1m65 cho đến 1m75. Chiếc xe này của thương hiệu Zion sản xuất. Về phần nước sơn của chiếc xe thì em thấy là cũng không có một những cái vết xước lớn. Tuy nhiên thì những cái chỗ mà tem này của xe thì nó bị lứt chân chim một chút chứ không phải là xước, mà bản thân những cái tem này nó hơi bị lứt chân chim một tí. Thì còn về cơ bản thì nước sơn cũng khá là đẹp, không có vết chảy xước, chỉ có những cái chỗ mà tem này nó hơi lứt một tí thôi. Nó hơi kiểu như lứt chân chim do biến dạng nhiệt. Đây là dòng OCR 3500. Yên của chiếc xe thì cũng màu đỏ đen, nguyên bản theo xe. Hình thức thì hiện tại còn khá là đẹp. Size 50, size M. Lốp của chiếc xe là lốp Continental Ultra Sport. Đây là dòng lốp rất là tốt, dòng lốp rất là tốt cho xe đua. Cỡ 700C, lốp Continental cỡ 700C. Xe là thông số là 700 bao nhiêu. Như các bác thấy này, mayer rất là bon, rất là bon trơn. Đũa của chiếc xe thì là đũa dẹp, đũa dẹp chém gió. Về cấu hình của chiếc xe này thì xe được trang bị là 8 líp, níp 8 tầng ở bánh đằng sau và đùi đĩa 2 tầng nhôm CNC. Các bạn thấy là có thể là đây là đĩa răng nhôm này, giúp giảm trọng lượng của xe. Đĩa CNC luôn, 2 tầng đằng trước và 8 líp đằng sau. Bộ chuyển số này của dòng xe này OCR 3500 là của Microchip. Đây là như các bác biết thì cái bộ chuyển số Microchip này cũng rất là bền bỉ và thường được hãng Zion trang bị cho các cái chiếc xe touring hoặc là đua của mình. Cùm phanh của chúng ta là cùm phanh 3 mảnh, rất thường hay xuất hiện trên xe đua. Đằng trước thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tay quấn của dây tay cầm màu đỏ chính hãng nguyên bản. Ở đây nó có những cái lỗ, các bác có thể nhìn thấy là những cái lỗ ở cái tay cầm này giúp cho tay cầm của chúng ta thoáng khí, thoáng mồ hôi khi mà luyện tập. Tất cả ghi đông phô tăng nguyên bản của hãng Zion luôn. Bên trên tay chuyển số chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là một cái tay lắc 8 tốc độ và bên này là 2 tầng đĩa cũng của hãng Microchip, một hãng rất là bền bỉ và được hãng xe đạp Zion sử dụng làm cái bộ chuyển số của mình. Thì như các bác biết, chúng ta sẽ lên líp thì chúng ta ấn ở cần to và xuống líp thì chúng ta ấn cần nhỏ. Còn cái cần này bóp thẳng vào là phanh chứ không phải là lắc cái cần to này. Lên líp thì ấn cần to, còn xuống líp thì ấn cần nhỏ. Về đằng trước chúng ta cũng có một cái cặp bánh nguyên cặp và cũng được trang bị lốp Continental.
Continental Ultra Sport. Quả là quả lốp 700C nhân 23. Ở đây là phần bên này của chiếc xe. Về phần sơn thì em đánh giá là tương đối đẹp, không có vết xước lớn. Chỉ có một số cái tem mác mà màu trắng đây thì nó bị lứt chân chim do biến dạng nhiệt trong khi sử dụng thôi. Size là size M, size 50. Khoảng cách từ đây cho đến khóa yên, từ tâm trục đà giò đạp cho đến khóa yên là 50cm. Bánh quay rất là có trớn, có đà. Nguyên bản OCR 3500. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy. Tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.